Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, muốn trên các tỉnh thành ở đồng bằng sông Hồng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Điều này đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 1 triệu hecta lúa hè thu. Lên nguyên cái này rồi. Này ngon rồi. Chơi thế nào đó. Kia tại 1.000 kia tại 1.000 kia tại 7.000 Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, muốn trên các tỉnh thành ở đồng bằng sông Hồng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Điều này đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 1 triệu hecta lúa hè thu. Lên này ngon rồi. Nhà này chơi thế nào đó.